nhất năng lực Appen, năng lượng chuẩn xác. TV 360, xem theo cách của bạn. Cảm ơn quý vị. Hai cái không phải là vương cái lá. Anh vướng vào cái lá là bị sập hết. Xứng đáng. Tại vì nó mang tính là đồng đội. Thì qua một cái cuộc thi thì mình phải nhìn nhận lại là mình có cá nhân quá hay không để rút cái kinh nghiệm. Thì mỗi một lần thua thì mỗi một lần rút kinh nghiệm. Đó là tất cả đều là bài học. Nghiêm. Nhìn bên phải. Thắng. Thôi. Tôi công bố kết quả hội thao như sau. Đội Thành Đồng diệt địch. Thời gian 1 phút 40 giây. Xếp thứ tư. Đội Chiến binh. Thời gian 1 phút 11 giây. Một mục tiêu chưa bị tiêu diệt. Chưa vỡ. Xếp thứ ba. Đội 6789 san bằng tất cả. Thời gian 1 phút 10 giây. Một mục tiêu không bị tiêu diệt. Xếp thứ hai. Đội Vinh Quang. Tổng thời gian 1 phút 10 giây. Xếp thứ nhất. Một lần nữa đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay chúc mừng kết quả hội thao của các đội. Chiến thắng là đã về, mình đã chiến thắng chính bản thân mình. Không nhất nó cũng không cuối. Và cái cảm giác là được thực hiện những cái nhiệm vụ cùng với đồng đội của mình hay lắm. Em muốn làm điều đấy. Cũng không thấy là mình làm cái gì nó quá tốt. Cho nên là hồi chiều khi mà mình thực hiện cái thử thách đó, mình thấy cái lực mình vẫn còn yếu lắm. Tôi nghĩ là sau cái buổi huấn luyện ngày hôm nay, Tuấn sẽ tập trung vào lực của mình nhiều hơn nữa. Đối với nội dung huấn luyện đâm lê, đánh sẻng, đề nghị các đồng chí trong quá trình học tập công tác chúng ta thường xuyên vận dụng. Vì vậy các đồng chí phải rèn luyện nghiêm túc và chặt chẽ để không ngừng nâng cao kỹ năng chiến đấu của cá nhân trong việc sử dụng vũ khí trang bị hiện có, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào. Sau đây các đồng chí tiểu đội trưởng chỉ huy bộ đội lấy vật chất cơ động thực hiện kế hoạch bắt đầu. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media.